Liên quan đến vụ khủng bố ở Moscow, Nga thắt chặt an ninh khắp Moscow sau vụ khủng bố. Mỹ nhận định nghi phạm vụ tấn công khủng bố Moscow. Tình báo Ukraine hé lộ tình tiết gây sốc về cuộc khủng bố ở Moscow khiến nhiều người Nga đứng ngồi không yên. Chuyển sang tin tức liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine. Báo Nga hô hào Ukraine đang bốc cháy, Nga có kế hoạch phá hủy ngay lập tức chế độ Kiev. Ukraine sắp nhận được hệ thống Patriot của Nhật Bản. Ukraine có thể sắp tổng tấn công lại Nga với sự giúp đỡ của phương Tây. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Vừa rồi là những nội dung chính đáng chú ý trong bản tin của ngày hôm nay. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nga thắt chặt an ninh khắp Moscow sau vụ khủng bố. Thưa quý vị, giới chức Nga đã thắt chặt an ninh tại các sân bay và thủ đô Moscow cùng với khu vực lân cận với hơn 21 triệu dân sau khi phải hứng chịu vụ khủng bố vào khu tổ hợp Krokus City khiến cho 60 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã nhận được thông báo về vụ khủng bố tại nhà hát Krokus và đang được cập nhật thông tin thường xuyên. Tất cả các sự kiện công cộng quy mô lớn đã bị hủy bỏ trên khắp nước Nga. Tổng thống Putin từng nhiều lần cảnh báo các cường quốc, bao gồm cả các nước phương Tây, đang tìm cách gieo rắc nỗi hỗn loạn bên trong nước Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống liên tục nhận được thông tin về những gì đang xảy ra và về các biện pháp được thực hiện thông qua tất cả các cơ quan liên quan. Tổng thống đã đưa ra những chỉ đạo cần thiết. Đây có thể coi là vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhất ở Nga trong vòng vài năm trở lại đây. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống ở Nga. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra tại khu tổ hợp Krokus City ngày hôm nay. Tôi xin lỗi những người thân của các nạn nhân. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã cảnh báo công dân của mình không nên tới các địa điểm đông người bởi họ nhận được thông tin sẽ có các vụ tấn công lớn nhằm vào thủ đô nước Nga. Mỹ nhận định nghi phạm vụ tấn công khủng bố Moscow. Giới chức Mỹ xác định độ tin cậy trong tuyên bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng, gọi tắt là IS, rằng tổ chức này có liên quan đến vụ khủng bố Moscow làm cho hơn 60 người thiệt mạng vào tối ngày 22 tháng 3. Nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan, gọi tắt là ISKP, một nhánh của Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan đăng tải trên trang truyền thông của tổ chức này. Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã tấn công vào điểm tập trung đông người theo đạo Cơ đốc ở thành phố Krasnogorsk ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây tổn thất lớn cho khu vực này trước khi rút về căn cứ. Nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan không đưa ra bằng chứng và tuyên bố của lực lượng này. Tuy nhiên, giới tình báo Mỹ nói với các hãng truyền thông rằng không có lý do gì để nghi ngờ về tuyên bố của nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan. Nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan được thành lập vào năm 2015. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan đã củng cố quyền kiểm soát lãnh thổ ở một số quận nông thôn ở phía Bắc và Đông Bắc Afghanistan, đồng thời phát động một chiến dịch gây chết chóc trên khắp Afghanistan và Pakistan. Đến năm 2018, nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan đã trở thành một trong bốn tổ chức khủng bố sát hại nhiều người nhất trên thế giới. Nhóm này tuyên bố đứng sau các vụ tấn công chết chóc khắp Trung Đông, Afghanistan, Pakistan, Iran, châu Âu, Philippines, Sri Lanka. Hồi tháng 1, nhóm này nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom kép ở Iran khiến gần 100 người thiệt mạng. Tướng Michael Kirilla, một chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, nói hồi đầu tháng rằng nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan và các đồng minh trú ẩn và hoạt động chính ở Afghanistan, và họ cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới ra ngoài biên giới Afghanistan. Mục tiêu của họ không dừng lại ở đó. Họ kêu gọi các vụ tấn công trên toàn cầu. Các nỗ lực của Taliban nhằm kiềm chế lực lượng này tỏ ra không hiệu quả. Theo các chuyên gia, vài năm trở lại đây, tổ chức này bắt đầu nhắm đến Nga nhiều hơn, đặc biệt sau khi Nga đưa lực lượng quân sự đến Syria năm 2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm đối phó lực lượng nổi dậy và các tổ chức khủng bố,
trong đó có IS. Vào ngày 7 tháng 3, cơ quan an ninh Liên bang Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công một vụ tấn công khủng bố của ISKP vào một giáo đường Do Thái ở vùng Kaluga gần Moscow. Chỉ vài giờ sau đó, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow khuyến cáo công dân Mỹ tránh những nơi tụ tập đông người, đặc biệt các địa điểm biểu diễn âm nhạc, đồng thời kêu gọi công dân Mỹ rời Nga nếu có thể. Guardian dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, kể từ tháng 11 năm ngoái, đã có thông tin tình báo khá cụ thể rằng nhóm khủng bố tổ chức nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan muốn thực hiện các cuộc tấn công ở Nga. Tình báo Mỹ đã cảnh báo Nga về điều đó. Ủy ban điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra vụ tấn công theo hướng một vụ khủng bố. Lực lượng an ninh được cho là vẫn đang truy tìm các nghi phạm. Tình báo Ukraine hé lộ tin tiết gây sốc về cuộc khủng bố ở Moscow, khiến người Nga đứng ngồi không yên. Tình báo quân sự Ukraine đã đưa ra bình luận chính thức về các sự kiện ở Krasnogorsk gần Moscow, nơi vào tối thứ Sáu đã xảy ra vụ nổ súng tại phòng hòa nhạc Krasnoyarsk City Hall, khiến cho ít nhất 60 người thiệt mạng. Mọi thông báo được đăng trên kênh Telegram của Tổng cục Tình báo chính khu vực Moscow, trong đó nêu rõ rằng vụ tấn công khủng bố ở khu vực Moscow được tổ chức bởi các cơ quan đặc biệt của Nga theo lệnh của ông chủ điện Kremlin Vladimir Putin, và mục tiêu của vụ việc này là kích hoạt lòng hận thù và thực hiện một cuộc huy động tổng lực ở Liên bang Nga và mở rộng cuộc chiến tranh chống Ukraine. Đặc biệt, điện Kremlin muốn biện minh cho những cuộc tấn công, thậm chí còn gay gắt hơn vào Ukraine bằng hành động khiêu khích này. Các quan chức tình báo Ukraine lưu ý rằng việc tấn công công khai những người ở khu vực Moscow nên được coi là mối đe dọa leo thang, thậm chí còn lớn hơn của Putin. Tình báo Ukraine cũng đã dẫn lời của thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng ngay trước vụ tấn công khủng bố. Người nói rằng Nga đang trong tình trạng chiến tranh và kêu gọi người Nga huy động nội bộ. Tổng cục tình báo quân sự Ukraine gọi những tuyên bố này của thư ký báo chí của Putin là sự khởi đầu sai lầm cho một chiến dịch đặc biệt của Điện Kremlin đã được lên kế hoạch cẩn thận. Tình báo Ukraine cũng lưu ý rằng Putin có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các cuộc tấn công khủng bố như vậy nhằm tăng cường quyền lực của mình. Đặc biệt, người ta đề cập đến vụ nổ tại một tòa nhà chung cư trên Kerenskoye Street ở Moscow năm 1999. Tình báo Ukraine nhấn mạnh rằng những kẻ tấn công tòa thị chính Grosses di chuyển tự do với vũ khí dọc đường phố. Điều này cho thấy cuộc tấn công khủng bố này được tổ chức bởi các cơ quan đặc biệt của Nga. Ngoài ra, cơ quan tình báo quân đội Ukraine nhắc lại rằng các đại sứ quán quốc tế đã cảnh báo về việc chuẩn bị tấn công khủng bố ở Liên bang Nga. Trước đó, người phát ngôn của Tổng cục tình báo Ukraine Andrei Yusup cũng nói trong một bình luận với giới truyền thông rằng những gì xảy ra hôm thứ Sáu tại một buổi hòa nhạc ở khu vực Moscow là một hành động cố tình khiêu khích các cơ quan tình báo Điện Kremlin. Vụ nổ súng tại tòa thị chính Grosses xảy ra trước buổi hòa nhạc của nhóm picnic. Một số người mặc đồ ngụy trang, trang bị súng máy, xông vào phòng hòa nhạc và bắt đầu bắn vào du khách, sau đó đốt cháy tòa nhà. Ít nhất 60 trường hợp tử vong đã được báo cáo. Báo Nga hô hào, Ukraine đang bốc cháy, Nga có kế hoạch phá hủy ngay lập tức chế độ Kiev. Sau những lời đe dọa từ Pháp, sự leo thang tấn công ở biên giới ở vùng Belgorod và các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào các nhà máy lọc dầu ở Nga, Điện Kremlin quyết định gợi ý về sự sụp đổ sắp tới của chế độ Ukraine. Theo báo Ravda của Nga, Moscow coi trọng lời đe dọa của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc cử binh lính tới Ukraine. Báo này dẫn lời người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng Macron rất nhất quán trong luận điểm của mình về khả năng cử một đội quân Pháp đến Ukraine, hầu như không có bất kỳ nghi ngờ nào về sự mơ hồ trong bản dịch. Người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho biết 2.000 binh lính Pháp đã được chuẩn bị để gửi đến Ukraine trong đợt đầu tiên. Những lời đe dọa này từ Pháp trùng hợp với một hoạt động quân sự kết hợp của lực lượng vũ trang Ukraine và Tổng cục tình báo Ukraine ở biên giới với khu vực Belgorod và Kursk, cũng như các cuộc tấn công lớn vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở lưu trữ của Nga. Ukraine đang bốc cháy. Để trả đũa, Nga tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công trên không trong những ngày gần đây bằng cách sử dụng máy bay không người lái cảm tử Geronium, tên lửa siêu thanh Kinzhan và tên lửa hành trình Iskander. Ravda nói rằng
Ukraine đang bốc cháy. Theo các nguồn tin Ukraine, cuộc tấn công ngày 21 tháng 3 đã nhằm vào các trung tâm kiểm soát ở Kiev và Kharkiv, đặc biệt là trụ sở của Tổng cục Tình báo Ukraine. Các nguồn tin nói với RIA Novosti rằng các chuyên gia nước ngoài và sĩ quan tình báo quân sự liên quan đến các cuộc tấn công vào vùng Belgorod đã thiệt mạng ở Kharkiv. Sáng 22 tháng 3, một đòn tấn công lớn giáng vào hệ thống năng lượng Ukraine. Các cuộc tấn công nhắm vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện, cũng như các trạm biến áp chính do Ukrainero vận hành. Nhiều mục tiêu quan trọng đã bị ảnh hưởng, trong đó có nhà máy thủy điện Dnipropetrovsk. Ở đây, phòng turbin bị trúng đạn, giao thông dọc đập bị tắc nghẽn. Nhà máy điện Ledezhinskaya ở vùng Venezia, nhà máy Brestinka ở vùng Ivanovo-Bransk. Tại Kharkiv, cuộc tấn công vào các nhà máy điện khiến ở đây mất điện hoàn toàn, tất cả các loại phương tiện giao thông điện và thông tin liên lạc đều không hoạt động. Ukraine cho biết đã có ít nhất 15 vụ nổ tại Kharkiv sáng sớm nay. Nhà máy thủy điện Zaporizhia cũng bị tấn công gây ngắt kết nối. Hiện tại, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia chỉ được kết nối với hệ thống năng lượng Ukraine thông qua đường dây điện trên không 330 kV. Breda nói rằng một tín hiệu đã được gửi đi rằng Liên bang Nga có kế hoạch phá hủy ngay lập tức chế độ nhà nước của Ukraine. Điều đó sẽ đạt được bằng một cuộc tấn công đồng thời vào các trung tâm điều khiển, lưới điện, cầu, bến cảng và tuyến đường sắt. Phòng không Ukraine đã bị phá hủy dựa trên hình ảnh của các vật thể bị ảnh hưởng. Đồng thời, bất kỳ tên lửa siêu thanh Kinzhal nào cũng có thể được trang bị vũ khí hạt nhân. Theo Breda, đây là lời cảnh báo để phương Tây cần suy nghĩ kỹ xem liệu có đáng để tiếp tục gây thất bại chiến lược đối với Liên bang Nga hay không. Ukraine sắp nhận được hệ thống Patriot của Nhật Bản. Trong bối cảnh Mỹ dường như tập trung vào Gaza hơn, rất có thể Kiev sẽ sớm nhận được hệ thống phòng không Patriot của Nhật Bản. Những động thái gần đây của Washington cho thấy sự sụt giảm đáng kể của Mỹ trong việc hỗ trợ cho Ukraine, bởi ngũ giác đài đang dành quan tâm nhiều hơn tới Israel. Trong bối cảnh đó, có thông tin lan truyền trong giới chính trị phương Tây kể từ năm ngoái rằng Nhật Bản sẽ gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. Để thực hiện được điều này, Mỹ sẽ phải phê duyệt việc chuyển giao như vậy. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Washington sẽ từ chối đề xuất của Tokyo. Về vấn đề này, các nhà phân tích quân sự tin rằng Ukraine cuối cùng sẽ nhận được hệ thống Patriot từ Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã nghiêm khắc cảnh báo chính quyền Nhật Bản về những hậu quả tiềm ẩn nếu Tokyo quyết định gửi hệ thống tên lửa Patriot qua Mỹ. Nga cho rằng những tên lửa này cuối cùng sẽ thuộc quyền sở hữu của lực lượng vũ trang Ukraine. Vào tháng 12 năm 2023, một thông báo chính thức từ Nhà Trắng khẳng định rằng các quan chức Nhật Bản đã đồng ý chuyển hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine qua trung gian là Mỹ. Bằng cách đi theo con đường này, Nhật Bản có thể tránh gửi trực tiếp các hệ thống tên lửa đến vùng chiến sự đang hoạt động và do đó giảm thiểu sự phản đối trong nước. Sergei Shevsky, Vụ trưởng Vụ Châu Á 3 của Bộ Ngoại giao Nga, cảnh báo vào tháng 12 năm 2023, chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã thông qua các biện pháp lập pháp nhằm nới lỏng các quy định xuất khẩu quốc gia đối với các sản phẩm quân sự. Mục tiêu là cung cấp tên lửa Patriot được lắp ráp trong nước theo giấy phép cho Washington. Chúng tôi đã đưa ra lời cảnh cáo trực tiếp tới phía Nhật Bản thông qua đại sứ Muto Akira tại Moscow rằng người hưởng lợi cuối cùng từ những quyết định đó chắc chắn sẽ là Ukraine. Ông Shevsky giải thích thêm rằng sự hỗ trợ như vậy có thể được coi là sự ủng hộ ngầm của Tokyo trong các hành động của Kiev. Theo quan điểm của Vụ trưởng Vụ Châu Á 3 của Bộ Ngoại giao Nga, điều này chỉ làm leo thang cuộc chiến đang diễn ra và dẫn đến số lượng thương vong ngày càng tăng. Quan điểm này của ông Shevsky phù hợp với lập trường của Nga như được thể hiện trong nhiều tuyên bố chính thức khác nhau trong 2 năm qua. Ukraine có thể sắp tổng tấn công lại Nga với sự giúp đỡ của phương Tây. Một thành viên của Hội đồng An ninh Diễn đàn An ninh Kiev, cựu lãnh đạo CIA David Petraeus, người đã phát biểu tại Diễn đàn An ninh lần thứ 16, tuyên bố Ukraine sẽ có khả năng kiềm chế cuộc tấn công của Nga và giành thế chủ động nếu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Cựu danh tướng Mỹ nhấn mạnh, chúng tôi đã thấy những bình luận đáng khích lệ đến từ Chủ tịch Hạ viện tại Quốc hội Hoa Kỳ về việc viện trợ thêm cho Ukraine. Tôi không thể nói khi nào nó sẽ xảy ra, nhưng hy vọng là trong vòng vài tuần tới.
Tướng David Petraeus nói thêm rằng sự ủng hộ của lưỡng đảng vẫn dành cho Ukraine ở cả Thượng viện và Hạ viện. Theo ông, sau khi nhận được đủ viện trợ nước ngoài, Ukraine sẽ có thể kìm hãm bước tiến của Nga trước khi chuyển sang cuộc tấn công riêng vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2025 tới. Tướng Petraeus kết luận, cuối cùng, những diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào quân đội và người dân Ukraine khi quốc gia này đang tiến hành một cuộc chiến tranh vì nền độc lập của mình. Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dmytro Kuleba trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Đô đốc Rob Brower ở Kiev đã nhấn mạnh sự cần thiết của các loại vũ khí và thiết bị quân sự quan trọng để nước này có thể kìm hãm lại bước tiến của Nga và bắt đầu cuộc tấn công lại quân xâm lược để đòi lại chủ quyền biên giới năm 1991. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.